Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Trước hết là bản tin từ Seattle, Washington. Ông Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, vừa có tổng doanh thu lên đến 100 tỷ vì đã có nhiều người mua sắm trong dịp Black Friday vừa qua. Giá cổ phiếu của Amazon tăng lên 2.5% chỉ trong ngày thứ 6 Black Friday vừa qua và giúp ông Bezos kiếm được 100 tỷ đô la. Giá cổ phiếu của Amazon tăng lên và vì số người đi mua sắm vào lễ tạ ơn và Black Friday tăng 18% so với năm ngoái. Ông Bezos làm chủ 78.9 triệu cổ phiếu của Amazon, trị giá 93.6 triệu. Giá cổ phiếu của Amazon năm nay tăng 58% và mang về cho ông Bezos 34 tỷ. Chỉ trong thứ 6 vừa qua, ông Bezos kiếm được 2.4 tỷ và đưa tên ông vào danh sách 1.000 người giàu nhất thế giới. Ông Bezos trở thành người giàu nhất thế giới hồi tháng 7 sau khi vượt qua Bill Gates, người sáng lập ra tập đoàn Microsoft. Tin Bắc Hàn. Bắc Hàn lại tiếp tục cho bắn đi quả hỏa tiễn đạn đạo được xác định là xuyên lục địa sau những tin tức tình báo từ ngũ giác đài. Nguồn tin này được xác định dựa trên các tín hiệu vô tuyến tại khu vực. Tổng thống Trump cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ có biện pháp với Bắc Hàn sau kết quả này. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói với CNN rằng quả hỏa tiễn này được cho là mạnh hơn, cao hơn và đủ sức mạnh hơn những lần bắn trước đây. Ông Mattis cũng cho rằng Bắc Hàn đã có thể bắn hỏa tiễn đến mọi nơi trên toàn thế giới dựa theo kết quả tình báo thu được. Bắc Hàn đang chịu nhiều lệnh cấm vận và trừng phạt quốc tế nhằm buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân và tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng khẳng định chỉ nhằm chống lại sự thù địch của Hoa Kỳ. Bắc Hàn năm nay đã phóng tổng cộng 22 quả hỏa tiễn không mang đầu đạn trong 15 đợt thử nghiệm. Hồi tháng 7 vừa qua, Bình Nhưỡng lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Hai tháng sau, Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 6 với quy mô lớn chưa từng có. Tin từ California, người đàn ông California sở hữu sọ người và ma túy trong xe đã bị bắt. Một người đàn ông ở California đã bị bắt vào ngày lễ tạ ơn vừa qua khi ông không thể đưa ra lời giải thích tại sao ông có một hộp sọ người bên trong xe của mình. Joshua Davis, 41 tuổi, vào lúc nửa đêm thứ năm tuần trước đã lái một chiếc xe hơi đi qua Angel Camp ở phía bắc California và bỏ qua một dấu hiệu dừng lại. Cảnh sát của Angel Camp đã xác định Davis từ khi ông lái xe lúc trước đó và đã yêu cầu ông nhận diện. Sau đó cảnh sát phát hiện Davis không có bằng lái xe hợp lệ. Khi kiểm tra chiếc xe, cơ quan công lực đã tìm thấy ma túy phía sau cửa thùng nhiên liệu của xe và một hộp sọ người. Cảnh sát nói rằng Davis đã kêu gọi quyền Miranda của ông ta và từ chối giải thích bằng cách nào ông ta lại sở hữu cái sọ người. Davis đã bị bắt vì cáo buộc vi phạm việc quản chế lái xe với giấy phép bị đình chỉ và sở hữu ma túy. Văn phòng điều tra của quận Calaveras đã tiến hành việc xác định hộp sọ người này. Tin từ Melbourne, biểu tình ở Melbourne để ủng hộ những người tìm kiếm tị nạn tại trung tâm Manus Island. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Melbourne vào cuối tuần qua để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người tị nạn đang bị giữ tại các trung tâm chuyển tuyến trên đảo Manus ở Papua New Guinea. Những người biểu tình mang theo và hô vang các biểu ngữ trong khi họ phải đối mặt với một sự hiện diện của cảnh sát ở khu phố giao lộ, nơi những người biểu tình ngăn cản giao thông trên đường phố. Chính phủ Úc đã đóng cửa trung tâm giam giữ Manus Island vào ngày 31 tháng 10 sau khi tòa án tuyên bố nơi này là bất hợp pháp. Nhưng những người tìm kiếm tị nạn từ chối rời nơi này để đến các trung tâm chuyển tiếp. Họ tỏ ra lo sợ về sự an toàn của mình khi phải rời đi. Cảnh sát địa phương đã phải giải tán những người tìm kiếm tị nạn còn lại trong khi trung tâm giam giữ vào thứ Sáu vừa qua kết thúc một cuộc phản kháng kéo dài 3 tuần lễ. Việc kiểm tra hồ sơ mua súng đã tăng cao vào tuần trước. FBI đã nhận được 203.086 yêu cầu kiểm tra súng ngay tức khắc, tăng gần 10% so với năm 2016, là 185.713 yêu cầu kiểm tra và lập kỷ lục mới nhất trong ngày. Các nhà chức trách đã không đưa ra lý do tại sao nhiều người Mỹ lại tìm kiếm súng trong mùa lễ này, nhưng trong tương lai sẽ có các luật về việc sử dụng súng khắc nghiệt hơn vì việc kiểm soát người mua súng đang không đạt được sự hiệu quả khi một người có thể mua nhiều súng.
Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói rằng cơ sở dữ liệu là rất quan trọng để bảo vệ người dân Mỹ khỏi các hành vi bạo lực liên quan đến vũ khí. Tổng thanh tra của Ngũ Giác Đài đã đưa ra bản đánh giá riêng về tay súng ở Texas, Devin Kelly, sau khi không lực tiết lộ rằng họ đã không gửi vụ việc lạm dụng trong gia đình của tay súng đến cơ sở dữ liệu. Kelly đã có thể mua 4 khẩu súng mặc dù trước đó đã bị kết án. Sessions cho biết sự việc là đáng báo động, nhưng Ngũ Giác Đài đã biết từ lâu về những thất bại trong việc cung cấp thông tin lịch sử hình sự cho FBI. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.